Huy xin chào cả nhà. Hôm nay Huy muốn chia sẻ những cái thật sự mà nói biết lâu rồi nhưng mà không nghĩ là bà con sẽ dùng đến mà cũng tại vì mình không có bị những cái tình trạng đó cho nên mình cũng không bao giờ nghĩ đến hết, cho đến lúc mà nhiều người hỏi đến thì mình mới biết được đúng cái này là cái quan trọng nhất của cái livestream hay là của karaoke mà mình lại bỏ quên. Mình lại bỏ quên. Đó là tắt quảng cáo của những cái website, những cái nhạc ở YouTube. Mình nói ví dụ như bây giờ mình muốn hát một bài Hoa nở không màu karaoke. Thì thường mình bấm vô Heimwerken. thì như các bạn cũng nhìn thấy là nó hiện ra quảng cáo một Haus khúc. und Garten mit manomano.de. Geht doch. Ok. Thì mình phải skip cái quảng cáo đi mình mới bắt đầu mình hát được. Cái này là cái Edge mà Windows nào cũng có. Ok, cái này là cái Microsoft Edge Windows nào cũng có hết nha. Thường là mình thích xài Chrome hơn tại Chrome nó nhiều cái plugin hơn nhưng mà để mình thử coi coi cái Edge nó có hay không. Cái trước tiên là mình phải vào Google. Mình đọc theo kiểu tiếng Đức nha. Google nhưng mà tiếng Anh tiếng quốc tế Google. Ok. Mình tìm cái gọi là Ads Blocker nhưng mà mình phải đưa cái browser của mình vô gọi là Ads Blocker cho Edge. Ở đây nó đòi hỏi mình phải đi vô mấy cái gọi là Microsoft Store này nọ thì mình bấm vào á, thì ở đây các bạn cũng nhìn thấy nó có những cái mà để cho mình vào mình add thêm một cái plugin vào để cho cái Edge không bị quảng cáo nữa. Ok, như các bạn ở đây nhìn thấy mình vừa mới bỏ vào thì nó sẽ kiểm tra và nó đưa vào cái Edge của mình để mà mình không bị quảng cáo. Trong thời gian nó tìm những cái đó nó đang làm thì đó như ở đây nó để là đã cài đặt xong. Thì trong thời gian đó đó mình cũng có thể tìm một cái gọi là cũng y chang như vậy cho Edge nhưng mà là của YouTube. Ở đây nó có hai cái. Thì ở đây nó để YouTube Ad Block nè, các bạn cũng nhìn thấy. Các bạn cũng nhìn thấy. Đây nó kêu mình phải mở cái store ra tại vì những cái này dính dáng tới Microsoft. Ok, những cái này dính dáng tới Microsoft. Những cái Windows mà được activate rồi thì dĩ nhiên sẽ cài đặt được hết. Cài đặt được hết nhưng mình đã làm xong. Đó nó đã cài đặt xong. Nha. Cái này là tại vì Edge cho nên nó phiền phức thôi chứ nếu mà các bạn xài Chrome thì mình nghĩ nó đơn giản hơn, nó dễ hơn. Nó sẽ đơn giản và nó dễ hơn. Đó là đây là những cái mà mình muốn chia sẻ rồi sau khi mà làm xong thì muốn chắc chắn hay hơn á thì mình tắt cái Edge này đi. Mình tắt nó đi và mình mở lại một cái trang mới. Đây, Edge, Microsoft Edge. Rồi mình cũng vào YouTube. Mình thích thì mình mở lại mời hoa nở không màu karaoke. Và mình bấm vào. Các bạn thấy là không còn bị quảng cáo nữa. Bây giờ ví dụ như mình tìm bài hát khác. Buồn làm chi em ơi. Mình bấm vào là mình hát. Dĩ nhiên ở đây mình cũng có cái plugin để mà mình download theo chất lượng ý muốn của mình. 720, 180 này nọ để mà mình download. Mấy cái này thì từ từ đến sau. Những cái này là mình sẽ chia sẻ sau nha. Thì cũng như là Google Chrome thì mình không phải tìm chữ Edge nữa mà mình đây mình thử cho các bạn nhìn thấy nếu mà các bạn xài Google Google Chrome thì mình cũng đánh vô Ads Blocker Chrome thì nó cũng sẽ hiện ra. Ok, nó cũng sẽ hiện ra và Ads Blocker cho YouTube của Chrome thì nó cũng hiện ra thì các bạn chỉ có add thêm cái plugin đó vào thôi thì các bạn sẽ không bao giờ bị quảng cáo lúc mà mình tìm nhạc. Ok, mình hy vọng là cái video này đã giúp cho nhiều người có thể livestream mà không bị những cái quảng cáo những cái âm thanh nó làm phiền.
Mình chúc cho các bạn sinh hoạt vui vẻ nha. Mình xin ngừng cái video tại đây. Chào cả nhà.